Nếu bạn đang chơi Epic 7 và có nhu cầu nạp game hay là mua bán tài khoản với giá tốt cùng độ uy tín cao thì có thể ghé qua wingame.vn. Link chi tiết có ở dưới phần mô tả nhé. Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và video ngày hôm nay là tiết mục cập nhật Epic 7 tuần tiếp theo các bạn. Thì ngày hôm nay mình tăng kích thước trang web lên một tí, bởi vì nó vẫn tiếp tục dùng cỡ chữ rất là nhỏ, các bạn đọc cực kỳ khó, cho nên là hình ảnh thì nó sẽ hơi bị chiếm chỗ ha. Nhưng mà để đọc chữ tốt hơn thì phải chịu thôi. Rồi bây giờ đầu tiên Arena Inside Season các bạn, cái mùa Inside sẽ kết thúc vào ngày 12 hoặc là ngày 13 tháng 11, tùy vào server của các bạn chơi. Sẽ mở cái pre-season các bạn tiếp theo đó. Còn cái mùa Arena Oath Season á thì sẽ được thông báo sau. Cái giao diện của hero cũng như là profile hero sẽ được cập nhật thêm các bạn. Thì đây chính là giao diện của hero, nó sẽ có bốn cái mục. Đầu tiên là mục thông tin chung, xong rồi tới mục gear, equipment, đồ đạc các bạn, xong rồi tới mục là lời thoại, và cuối cùng là cái mục relationship các bạn, cái mối quan hệ cũng như là story, cốt truyện gì đó. Thì các bạn có thể thấy là nó đã được chỉnh sửa lại. Mình không biết là tại sao nó lại đổi cái hình nền, trong khi cái chức năng hình nền chức năng mà đổi hình nền nó đã tốt sẵn rồi, thì không biết mình có vẫn có thể đổi hình nền được không. Nếu không thì rất là tiếc. Và đi kèm với thay đổi đó sẽ là một cái background, một cái hình nền các bạn. Từ ngày 9 tháng 11 đến 6 tháng 12 thì các bạn có thể nhận phần quà này chỉ bằng cách là login vào thôi. Một cập nhật tiếp theo là Memory Imprint các bạn. Thì những ngày trước các bạn imprint hero, một là bằng một hero y chang như vậy, một hero 5 sao hay 4 sao y chang. Hai là bằng cái nguyên liệu như là Unknown Slate hoặc là Select Effect hay là những cái gì đó khác á. Thì bây giờ cái tin vui là cái Unknown Select và Select Effect này nè, hoặc là những cái nguyên liệu imprint, nó sẽ không có chiếm chỗ trong cái kho hero nữa các bạn, mà nó sẽ ra một cái gọi là nó sẽ chứa trong một cái đơn vị khác. Như vậy thì mình sẽ mở rộng được và gián tiếp cái kho hero của mình. Rất tiếc là chúng ta không được gặp cái memory shot các bạn, bởi vì là cái chiến dịch Awaken Potential nó đã bị hủy rồi, cho nên là nó kéo theo cái việc memory shot nó sẽ không có được bày bán, cũng như là không có được trưng ra, không có được tặng thưởng trong event, thì mình sẽ bị thiếu đi cái cách imprint đó. Custom Group Summons cũng sẽ được mở ra. Cái banner này diễn ra từ ngày 9 tháng 11 cho đến ngày 7 tháng 12 các bạn. Và lưu ý là khi các bạn bấm vào nút Summon á thì banner chỉ kéo dài trong 14 ngày thôi. Do vậy mà mình nghĩ tốt nhất các bạn nên để đến khoảng cuối cái kỳ banner này xong rồi các bạn mới nên bấm nút Summon, bởi vì lúc đó là các bạn sẽ hạn chế được cái việc chọn hero bị sai các bạn. Và trong cái banner này thì các bạn có thể chọn các hero cũng như là artifact limited. Tuy nhiên những hero mà ra mắt trong 6 tháng gần đây cũng như là những hero collab á, thì sẽ không có mặt trong cái banner này các bạn. Thì các bạn nên lưu ý điểm đó. Bên cạnh đó thì banner rerun của Ravi, Secret Side cũng như là Tenebria và Crimson Moon of Nightmares thì cũng được mở ra. Tuy nhiên không nên summon ở đây các bạn mà bởi vì chúng ta đã có custom group summon rồi, cho nên mấy cái này là để chân thôi ha. Nếu các bạn thực sự muốn lấy artifact Secret Side thì các bạn có thể vào custom group summon, chỉ tốn có 100 lần sum thôi các bạn, không phải như đây là bitty mà nhiều khi không có artifact nữa, thì nó cũng hơi thốn một tí. Một vài cái cập nhật khác thì cũng có một vài cập nhật hay các bạn, đó chính là một vài cái lời thoại của hero sẽ được chỉnh. Có nghĩa là khi mà hero của các bạn gặp những cái đối trọng mà trong relationship á, chẳng hạn như là Ravi gặp Tenebria nè, hoặc là Crow gặp Jin nè, hoặc là Alencia gặp Senya nè, thì nó sẽ xuất hiện những cái lời thoại mà mới. Nếu các bạn để ý, có để ý lời thoại hero để ý trong các trận đấu thì có lẽ là các bạn sẽ thích cái chức năng này. Cái chức năng này rất là thú vị các bạn. Bên cạnh đó các bạn có thể mở cái kho artifact lên đến 300, giúp cho các bạn có thể farm artifact thoải mái hơn một tí. Và cái hình nền bây giờ thì nó không còn là một hình nền tĩnh nữa, mà các bạn có thể chọn một combo 4 hình nền, và như vậy cứ lâu lâu thì nó sẽ đổi hình nền các bạn. Nó sẽ cho các bạn là cảm giác cái hình nền nó còn sống động một tí thôi, chứ không có phải là một cái hình nền tĩnh như bây giờ. Và chất lượng của hình nền cũng được nâng cấp luôn. Thì hồi xưa là game hình ảnh không có được
nó cứ mờ mờ, nó không có được sắc nét lắm. Xong rồi nó up lên thì hình ảnh trong game sắc nét, nhưng mà những cái hình screenshot nó lại không sắc nét. Thì bây giờ những hình screenshot, những cái hình mà story tranh vẽ nó cũng sắc nét luôn các bạn. Một cái cập nhật là tốt về mặt đồ họa. Việc chế tác cái Catalyst cũng được up lên, có nghĩa là các bạn bây giờ sẽ tốn ít nguyên liệu hơn và sẽ chế được nhiều Catalyst hơn trong ngày các bạn. Và việc dùng Epic Catalyst làm nguyên liệu nó sẽ tăng point lên các bạn, tức là bạn sẽ tốn ít Epic Catalyst hơn để mà đạt được cái điểm nguyên liệu cần có. Rồi về giao diện imprint cũng được cập nhật lại một tí. Thì nói chung đó là cái cập nhật căn bản của Epic 7 về tuần tiếp theo các bạn. Có một cái cập nhật rất là hay, chính là chức năng Match History đã được ra mắt rồi. Và cái chức năng này thì các bạn có thể vào cái link, mình sẽ để cái link ở bên phía dưới phần mô tả, các bạn có thể vào đây. Thì khi các bạn bấm vào cái link nó sẽ hiện ra cái giao diện này các bạn. Thì các bạn có thể chọn cái hero, gọi là chọn những người chơi mà các bạn muốn tham khảo, chẳng hạn như mình. Đó thì các bạn gõ tên vào, chọn server, rồi các bạn bấm vào cái kính lúp thì nó sẽ hiện ra các bạn. Và đây là tình hình real time arena hay world arena của mình. Các bạn có thể thấy là mình ít chơi lắm, có 5 win 1 lose, mới chơi có 6 trận. Và mùa trước thì cũng không có chơi quá nhiều các bạn, 31 win 35 lose. Và các bạn có thể thấy top hero của mình rất là quái dị đúng không? Không có meta gì hết, đúng không? Có mỗi Mediator Carrick là meta thôi, còn lại là chơi quái dị gì đâu á. Chủ yếu là để lấy skin faster thôi. Rồi thì các bạn có thể coi, gọi là tham khảo. Tất nhiên không cần thiết phải tham khảo của mình nha. Các bạn tham khảo mấy cái top server á, Hero Legend chẳng hạn, YDCB chẳng hạn, những cái người chơi mà Legend nè, rồi Emperor nè, thì tham khảo những cái đội hình đó để mà có thể cập nhật chiến thuật cũng như là cái hero của các bạn để đi PvP được tốt hơn. Thì đây là cái chức năng rất là hay, các bạn rất là khuyến khích các bạn vào đây để học tập rồi cũng như là nghiên cứu mày mò vậy đó, rồi tìm ra combo meta, chống lại meta vân vân các kiểu. Thì chức năng này rất là thú vị các bạn. Một lần nữa mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả nha. Nếu các bạn muốn tìm, muốn dọc thì các bạn có thể vào link ở đó. Rồi thì đó cũng chính là toàn bộ cái cập nhật của tuần kế tiếp trong Apex 7. Hy vọng là video này sẽ cho các bạn một vài thông tin hữu ích. Còn bây giờ thì chắc mình xin hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye! Thank you.